Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh review của Xship.vn. Trong video này, Xship.vn sẽ hướng dẫn cho các bạn cách chỉnh lịch ngày đối với những tháng có 29 hoặc là 30 ngày. Và đây là một số kênh thông tin của chúng tôi. Đại diện ngày hôm nay của chúng ta sẽ đến từ thương hiệu Citizen, một thương hiệu đồng hồ Nhật Bản rất là nổi tiếng các bạn nha. Rồi, không để các bạn đợi lâu nữa, mình sẽ đi vào nhân vật chính của chúng ta nằm bên trong. Mẫu sản phẩm ngày hôm nay của chúng ta sẽ là một mẫu Citizen sử dụng pin các bạn nha. Nên mình xin phép mình tháo lớp siêu mặt ra cho các bạn có được cái trải nghiệm tầm nhìn nó tuyệt vời nhất trên sản phẩm này. Rồi, thì trước hết các bạn sẽ xem nha. Chúng ta sẽ trên trang sản phẩm này thì chúng ta sẽ thấy họ trang bị cả lịch thứ và lịch ngày luôn. Thì ngày hôm nay mình chỉ quan tâm đến cái phần lịch ngày của chúng ta thôi. Thì trước hết các bạn muốn chỉnh lịch ngày hoặc lịch thứ nào thì chúng ta đều phải xác định ngày đêm để các bạn có thể chỉnh đúng nha. Đây, thì khi mà muốn chỉnh ngày đêm chúng ta sẽ kéo ra nó cuối cùng trên đúng bảng này để có thể xoay cho cái phần kim giờ nè. Đó, chúng ta sẽ điều chỉnh cho cái kim giờ này nó đi qua khỏi góc 12 giờ để xem lịch ngày của chúng ta có nhảy hay không và chúng ta xác định được ngày đêm nhé. Đây, như các bạn vừa thấy thì kim giờ đi qua góc 12 giờ nhưng lịch ngày thì vẫn đứng im, có nghĩa là nó đang là khung giờ trưa, có ngày 12 giờ trưa đến 1 giờ trưa để các bạn có thể thấy nha. Rồi, thì đây là cái khung giờ chúng ta có thể xác định được rồi. Thì bây giờ mình chỉ cần chỉnh lịch thứ và lịch ngày thôi. Nếu mà các bạn không lưu ý cái vấn đề lịch ngày đêm này thì rất dễ là qua ngày hôm sau, buổi trưa, lịch ngày nó sẽ nhảy nha. Đó, rất là quan trọng luôn. Còn đối với các mẫu đồng hồ cơ khí thì chúng ta cần phải quan tâm thêm một vấn đề nữa, đó chính là khung giờ cắm của mỗi hãng. Thì thường các thương hiệu đến từ Nhật Bản mình thấy là khung giờ cắm của họ sẽ là từ 9 giờ đêm tới 4 giờ sáng hôm sau. Còn đối với các mẫu đồng hồ đến từ Thụy Sĩ thì họ sẽ cắm ngắn hơn là từ 10 giờ đêm tới 2 giờ sáng mà thôi. Thì các bạn lưu ý kỹ nha. Cho nên chúng ta thứ nhất là phải xác định được ngày đêm, thứ hai là xác định được khung giờ cắm của mỗi hãng trên các mẫu đồng hồ cơ khí. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đến nội dung chính, chúng ta là phần lịch ngày đây. Như ví dụ triển hình ở trên sản phẩm này, mình thấy nó đang hiện là ngày 30. Thì đối với những tháng 30 ngày thì ngày hôm sau nó lịch thông thường của chúng ta sẽ nhảy vào mùng ngày 1, nhưng mặc định trên các mẫu đồng hồ nó sẽ nhảy tiếp tới ngày 31 các bạn nha. Cho nên là chúng ta sẽ cần phải điều chỉnh lại như thế này. Mình sẽ vặn xuống. Xin lỗi các bạn, mình sẽ đóng nút vô nút thứ nhất nha. Đây, nút đầu tiên là chỉnh lịch ngày và lịch thứ. Và kim dây thì sẽ vẫn sẽ chạy. Khi các bạn chỉnh lịch ngày thì nếu các bạn để ý thì chúng ta sẽ thấy là khi các bạn chỉnh giờ thì kim dây nó sẽ dừng lại nha. Đa số là như thế. Ở một số mẫu đồng hồ cơ khí đến từ Nhật Bản thì mình thấy là có một vài mẫu khi mà chúng ta chỉnh giờ thì kim dây nó vẫn chạy. Cho nên là các bạn cũng đừng thắc mắc quá nhiều ha. Đó, mình sẽ giải thích thêm như thế để các bạn không có phải lo lắng quá nhiều về những cái vấn đề mình chia sẻ về kim dây này. Rồi, bây giờ mình sẽ đi đến cái phần lịch ngày. Chúng ta sẽ xoay xuống như thế này để có thể điều chỉnh lịch ngày và xoay lên lịch thứ các bạn nha. Rồi, nấc đầu tiên rất là nhẹ luôn và kim dây vẫn chạy. Thì chúng ta sẽ vặn xuống như thế này. Đó, các bạn sẽ thấy nó nhảy qua ngày 31 nè. Và đối với tháng 1, có tháng 30 ngày thì nó sẽ nhảy thẳng qua ngày 1, cho nên chúng ta cần phải xoay tiếp để lên đúng ngày 1 nha. Khi mà chúng ta chỉnh lịch ngày thì lịch thứ vẫn sẽ đứng im, cho nên là các bạn cũng cần phải lưu ý. Đây các bạn, chúng ta sẽ không cần phải chỉnh lịch ngày theo cái lịch thứ của chúng ta nha. Đó, lịch thứ vẫn sẽ đứng im. Rồi, đối với những tháng 29 ngày thì các bạn chỉ cần xoay lên 30, 31 và ngày 1. Đó, rất là đơn giản luôn, nên các bạn không cần phải lo lắng quá nhiều ha. Đây là mình hướng dẫn cho những bạn học. Không để ý, mà chúng ta cuối tháng thì chúng ta sẽ thấy là mình thường không để ý tới cái vấn đề này. Thường thì chúng ta sẽ có tháng 28 ngày đó, và riêng năm nhuận chúng ta sẽ có ngày 29 ở trên tháng 2. Thì các bạn thấy là 28 thì chúng ta chỉ cần xoay lên 29, 30, 31, ngày 1. Vậy thôi, rất đơn giản, cũng như là những ngày chỉnh thông thường thôi. Nên các bạn cũng không cần quá lo lắng ha. Rồi, và còn về lịch thứ thì mình cũng hướng dẫn lại sơ một chút xíu ha. Các bạn chỉ cần vặn lên như thế này. Đối với những đồng hồ đến từ Nhật như Citizen thì mình thấy là họ sẽ trang bị hai cái ngôn ngữ. Đây, một tiếng hình như mình nghĩ là tiếng Ả Rập và một tiếng nữa là chúng ta sẽ có là tiếng Anh. Đó. Thông thường ở các mẫu đồng hồ Nhật thì chúng ta sẽ có hai cái thứ tiếng này. Còn trên các mẫu đồng hồ Thụy Sĩ chúng ta chỉ có một tiếng Anh mà thôi. Rồi, và đó cũng là tất cả những cái nội dung mà mình chia sẻ lên cho các bạn ngày hôm nay. Xin chào và cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp các bạn ở các video hướng dẫn tiếp theo nhé.